Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh học toán online đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh học toán online. Rồi bây giờ mời các em mở sách ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5. Tuần 20, phần 2 tự kiểm tra. Rồi ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là đối với, với mỗi bài tập thì các em lên bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi tới nhép. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em nên tạo cho mình một thói quen như vậy thì các em học sẽ tiến bộ rất nhanh thay vì các em chỉ xem thôi. Các em xem mà các em không tự làm thì các em rất là mau quên. Rồi ở đây các em có thể xem lại toàn bộ video về ôn luyện và kiểm tra toán lớp 5 được đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Đầu tiên mời các em chúng ta vào bài tập số 1, viết số đo thích hợp và ô trống. Ở đây chúng ta có hai hình tròn, hình tròn 1, hình tròn 2. Hình tròn 1 cho bán kính. Các em tính đường kính, chu vi và diện tích. Hình tròn 2 cho đường kính, các em tính bán kính, chu vi và diện tích. Rồi, ở các bài trước thì chúng ta đã làm rất nhiều các bài tập về dạng như thế này Em nào thường xuyên theo dõi kênh học toán online Thì các em chắc chắn là đến bây giờ thì các em sẽ làm thành thạo, rất là thành thạo các bài toán như thế này rồi Bởi vì thầy giáo đã hướng dẫn rất là cụ thể, rất là chi tiết Và cho các em rất nhiều công thức liên quan đến hình tròn rồi Thì đầu tiên là chúng ta có hình tròn số 1 bán kính là 3,5 dm em tính đường kính thì đường kính bao giờ cũng bằng bán kính nhân vi 2 đường kính bằng bán kính nhân vi 2 như vậy các em lấy 3,5 nhân 2 thì bằng 7 chúng ta được đường kính là 7 đơn vị đo của bán kính là dm thì các em nhớ là đường kính cũng phải là dm chu vi cũng phải là dm và diện tích là dm vuông Rồi tiếp theo là chu vi. Muốn tính chu vi thì các em lấy đường kính nhân với 3,14. Tức là lấy 7 này. Chu vi bằng 7 nhân 3,14. Thì chúng ta tính được kết quả bằng 21,98 dm. Rồi muốn tính diện tích của hình tròn thì các em lấy bán kính này nhân với bán kính sau đó nhân với 3,14. Bán kính ở đây là bằng 3,5 dm. 3,5 nhân 3,5 nhân 3,14 thì chúng ta được kết quả bằng 38,465 dm vuông. Rồi như vậy là xong hình tròn số 1. Bây giờ mời các em sang hình tròn số 2. Cho đường kính là 11 cm muốn tính bán kính thì các em lấy đường kính chia cho 2. Ở đây các em lưu ý này, đối với mỗi bài mà các công thức mà thầy giáo viết ra như thế này thì các em cần phải ghi nhớ và học thuộc bởi vì đây là những công thức rất là quan trọng và cần thiết đối với các em. Rồi, bán kính bằng đường kính chia cho 2, tức là các em lấy 11 chia cho 2 thì bằng 5,5. Đường kính có đơn vị đo là cm thì bán kính cũng có đơn vị đo là cm. Chu vi có đơn vị đo là cm và diện tích có đơn vị đo là cm vuông. Chu vi kem em lấy đường kính là 11 nhân với 3,14 thì nó sẽ được kết quả là 34,54 cm. Rồi diện tích thì lấy bán kính, nhân bán kính, nhân 3,14. Bán kính ở đây là 5,5. 5,5 x 5,5 x 3,14. Thì chúng ta tính được diện tích nó bằng là 94,985 cm vuông Rồi như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập số 1. Sang bài tập số 2, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một hình tròn có chu vi là 31,4 dm. Diện tích hình tròn đó là A. B. C hay là D? Muốn biết đáp án nào là đáp án đúng thì chúng ta sẽ tính diện tích của hình tròn này. Rồi muốn tính diện tích của hình tròn thì các em tính theo công thức là diện tích bằng bán kính nhân bán kính và nhân với 3,14. Nhưng trong bài này chúng ta chưa nhìn thấy bán kính mà chúng ta chỉ biết là chu vi bằng 31,4 dm thôi. Như vậy là các em dựa vào chu vi này các em sẽ tính bán kính của hình tròn. Các em biết là đường kính bằng chu vi chia cho 3,14. Các công thức này là thầy giáo đã giới thiệu rất là nhiều cho các em rồi. Nếu em nào mà chịu khó ghi chép, chịu khó học bài thì là thì em sẽ không còn bỡ ngỡ gì với những công thức này mà thầy giáo đưa ra nữa. Rồi đường kính thì bằng chu vi chia cho 3,14. Muốn tính bán kính thì em lấy đường kính chia cho 2. Tức là lấy chu vi chia cho 3,14 sau đó chia cho cho 2. Đường kính chia cho 2 này. Tức là lấy chu vi chia cho 3,14 sau đó chia tiếp cho cho 2. Rồi như vậy là bán kính của hình tròn là đường kính bằng chu vi này là 31,4 này chia cho 3,14 này. Đây chính là đường kính. Muốn tính bán kính thì em lấy đường kính này. Em chia tiếp cho 2. chưa yeah. Thì chúng ta sẽ được kết quả là 31,4 này. Chia cho 3,14 này. Thì bằng, bằng 10. Đúng không? Bằng 10. 10 chia cho 2 thì bằng 5. 5 đề xí Rồi. Chu vi có đơn vị đo là đề xí mét. Thì này, bán kính có đơn vị đo là đề xí mét và diện tích có đơn vị đo là là dm2. Như vậy là diện tích của hình tròn là đến đây thì là quá là dễ rồi. Chúng ta biết bán kính rồi. Muốn tính diện tích thì các em lấy bán kính nhân bán kính nhân với 3,14. Tức là các em lấy 5 này nhân 5 và nhân với 3,14. 5 x 5 bằng 25. 25 x 3,14 thì nó bằng là 78,5 dm2. 78,5 dm vuông là đáp án nào? 78,5 dm vuông nó chính là đáp án B. Như vậy các em khoanh tròn vào vào chữ B. Tiếp theo mời các em sang bài tập số 3, đúng thì ghi là D mà sai thì các em ghi là S vào ô trống. A. À, nếu bán kính của hình tròn này gấp đôi bán kính của hình tròn kia thì chu vi của hình tròn này gấp đôi chu vi của hình tròn kia. Đúng hay sai? B. Nếu bán kính của hình tròn này gấp đôi bán kính của hình tròn kia thì diện tích của hình tròn này gấp đôi diện tích của hình tròn kia đúng hay sai? Rồi, biết đúng hay sai thì chúng ta sẽ phân tích và giải bài toán này như sau. Để tính chu vi của hình tròn, các em sẽ lấy đường kính nhân với 3,14, tức là bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14. Rồi ở đây chúng ta gọi bán kính của hình tròn 1 là R1. Chu vi của hình tròn 1 là C1. C1 bằng R1 nhân 2 nhân 3,14. Như vậy là chu vi của hình tròn 2 sẽ là C2. C2 bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14. Mà bán kính của hình tròn 2 nó gấp 2 lần bán kính của hình tròn 1. Như vậy các em sẽ lấy bán kính của hình tròn 1 các em gấp lên 2 lần. Tức là chúng ta có là 2 x R1. Đây chính là bán kính của hình tròn 2. Sau đó các em tiếp tục nhân với 2 và nhân với 3,14. So sánh hai công thức này với nhau thì ở công thức dưới các em sẽ thay R1 x nhân 2 x 3,14. R1 x 2 x 3,14 các em thay bằng C1. Thì lúc này chúng ta sẽ có là C2 sẽ bằng 2 nhân với C1 đúng không? Các em thay cả cái chỗ này này nó bằng C1. Thì lúc này chúng ta có C2 bằng 2 nhân C1, tức là chu vi của hình tròn 2 lúc này gấp 2 lần chu vi của hình tròn 1. Và như vậy là nếu bán kính của hình tròn này gấp đôi bán kính của hình tròn kia thì chu vi của hình tròn này cũng gấp đôi chu vi của hình tròn kia, được chưa? Như vậy là ý nào đúng? IA đúng đúng không? Còn IB là là sai. Tiếp theo em sang bài tập số 4, biểu đồ bên cho biết tỷ số phần trăm học sinh thích học nhất các môn tiếng Việt, toán, ngoại ngữ, khoa học của 200 học sinh khối lớp 5 của một trường tiểu học. Rồi như vậy là khối lớp 5 của trường tiểu học này có tất cả là 200 học sinh. Trong đó, số học sinh thích học ngoại ngữ nhất chiếm 42,5%, số học sinh thích học khoa học nhất chiếm 15,5% và số học sinh thích học tiếng Việt nhất chiếm 17%, số học sinh thích học toán nhất chiếm 25%. Dựa vào biểu đồ, viết vào ô trống. Rồi bây giờ mời các em chúng ta quan sát biểu đồ và viết vào ô trống. Ở đây chúng ta có môn học này: tiếng Việt, toán, ngoại ngữ, khoa học số phần trăm số học sinh thích học nhất. Rồi ở đây chúng ta có biểu đồ. Rồi ở đây em có thể hiểu là tổng số học sinh khối lớp 5 của một trường tiểu học là 200 học sinh. Trong đó số học sinh thích học tiếng Việt chiếm 17%. Số học sinh thích học toán chiếm 25%, ngoại ngữ chiếm 42,5%, khoa học chiếm 15,5% tức là các em có thể hiểu là 17% cộng 25% cộng với 15,5% và cộng với 42,5% nó bằng 100%. 100% này tương ứng với 200 học sinh. Được chưa? Như vậy là tiếng Việt chiếm 17%. 17% thì nó tương ứng với bao nhiêu học sinh? Số học sinh thích học tiếng Việt nhất là là bao nhiêu học sinh? 100% là 200 học sinh. Như vậy 1% sẽ là 200 chia cho 100. Các em lấy 200 chia cho 100 để các em tìm ra 1%. Được chưa? Số học sinh thích học tiếng Việt nhất chiếm 17%. Như vậy 17% này nó tương ứng với bao nhiêu học sinh? Thì các em lấy 1% này này. Đây là số học sinh của 1% này. Các em nhân với 17 thôi. Đúng không? 200 chia 100 bằng 2. 2 nhân 17 thì bằng 34 rồi. Đúng không? Số học sinh thích học tiếng Việt chiếm 17% tổng số học sinh của khối lớp 5. Tức là nó tương ứng với là 34 học sinh. Có thể nói là số học sinh thích học tiếng Việt là 34 học sinh, chiếm 17%. Rồi, tương tự là toán này, các em quan sát biểu đồ. Toán, tỷ số phần trăm là 25%. 25%. Như vậy, 25% này nó tương ứng với bao nhiêu học sinh? 1%. 1% là 200 chia 100.

thì các em lấy 1% này các em nhân với 42,5. Tức là ta có 2 nhân 42,5 thì bằng 85. 85 học sinh. Rồi khoa học chiếm 15,5%. 15,5% nó tương ứng với bao nhiêu học sinh? Các em lấy 1% rồi nhân với 15,5. Đúng không? 2 nhân 15,5 bằng 31. Rồi, để biết là mình làm mình tính toán có sai hay không thì các em lấy này. 34 50 85 31 xem nó có đúng bằng 200 không? Bởi vì tổng số học sinh của khối lớp 5 là 200 học sinh mà, đúng không? Rồi chắc chắn là nó bằng 200 luôn. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 5. Chu vi của một cái hồ hình tròn là 1570 m. Xung quanh hồ và cách bờ 1 m, người ta xây một con đường rộng là 2 m, tính diện tích của con đường đó. Tức là diện tích của phần tô đậm. Và bây giờ mời các em quan sát hình. Cái phần màu xanh này thì các em coi đây là đây là hồ nước. Và phần màu trắng này thì đây chính là bờ. Đấy chưa? Còn cái phần màu cam này các em có thể hiểu đây chính là là con đường. Bây giờ các em tính diện tích của cái phần màu cam này, tức là diện tích của con đường này là bao nhiêu? Các em dựa vào số liệu sau. Cái hồ màu xanh này, tức là cái hình tròn màu xanh này nó có chu vi là 1570 m. Rồi biết được chu vi thì các em sẽ tính được bán kính của cái hồ màu xanh này, được chưa? Tức là tính được bán kính của cái hình tròn màu xanh này. Rồi, khoảng cách từ bờ đến đường là 1 mét. Rồi tiếp theo là con đường này nó rộng là 2 mét. Được chưa? Bây giờ các em tính diện tích của con đường. Tính diện tích của con đường. Tức là các em tính diện tích của cái phần tô đậm này. Và cụ thể trong hình nó chính là cái phần màu cam này. Được chưa? Bây giờ để tính diện tích của cái phần diện tích của cái phần màu cam này thì các em sẽ lấy diện tích của cả cái vòng tròn to này cái vòng tròn to nhất này các em tính diện tích của vòng tròn to nhất này sau đó các em trừ đi diện tích của vòng tròn ở giữa tức là vòng tròn to thứ hai lấy diện tích của cái hình tròn to nhất trừ đi diện tích của cái hình tròn ở giữa thì các em sẽ tìm được diện tích của cái phần phần màu cam chính là diện tích của con đường. Rồi, để tính diện tích của hình tròn to nhất thì các em phải biết được bán kính của cái hình tròn to nhất này. Bán kính của hình tròn to nhất này sẽ bằng bán kính của hồ nước. Được chưa? Sau đó cộng thêm với 1 mét. Tiếp theo là cộng thêm với với 2 mét. Được chưa? Rồi. Còn bán kính của cái hình tròn ở giữa này thì nó sẽ bằng bán kính của của hồ nước cộng thêm thêm 1 mét thôi. Rồi ở đây đầu tiên là các em phải tính bán kính của hồ nước trước. Các em dựa vào chu vi. Lấy chu vi chia cho cho 3,14 sau đó chia cho 2 thì các em tìm được bán kính của hồ nước này sau khi tìm được bán kính của hồ nước thì bán kính của cái vòng tròn lớn này sẽ bằng bán kính của hồ nước cộng thêm 1 mét và cộng thêm với, với 2 mét. Rồi như vậy là chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta có bán kính của hồ nước là bán kính của hồ là bán kính thì bằng đường kính chia cho 2 mà đường kính bằng chu vi chia cho 3,14. Như vậy bán kính bằng chu vi này chia cho 3,14 này sau đó chia cho cho 2. Và cụ thể chu vi của hồ nước này nó bằng là 1570 sau đó các em lấy 1570 chia cho 3,14 thì chúng ta được đường kính đúng không? Đây chính là đường kính này. Chia tiếp cho 2 thì chúng ta được bán kính này. Và kết quả tính toán ở đây nó bằng 250 m. Rồi bán kính của cái cái hồ nước này, tức là bán kính của cái hình tròn màu xanh này nó bằng 250 m. Như vậy, diện tích của hình tròn lớn này hình tròn lớn nhất này. Diện tích của hình tròn lớn nhất này chính là diện tích của hồ nước cộng với diện tích của bờ tức là cộng với cái phần màu trắng này và cộng với với diện tích của đường đi tức là cái phần màu cam này hồ nước cộng bờ cộng đường đi thì chính là diện tích của cái vòng tròn lớn nhất này được chưa thì em sẽ lấy bán kính nhân bán kính thôi nhân với 3,14 được chưa bán kính của hình tròn lớn nhất này nó bằng 250 trăm chính là bán kính của hồ nước cộng thêm bờ là 1 mét này rồi cộng thêm đường đi là 2 m này cộng thêm bờ cộng thêm đường đi 250 cộng 1 cộng 2 đây chính là bán kính của vòng tròn lớn nhất bán kính nhân với với bán kính sau đó mới nhân với 3,14 rồi bán kính là 250 cộng 1 cộng 2 kèm nhân tiếp với bán kính là 250 cộng 1 cộng 2 sau đó với nhân với số 3,14 và chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? 253 này nhân 253 nhân 3,14 thì nó bằng 200.988,26 m2. Đây chính là diện tích của hồ nước cộng bờ và cộng với với đường đi. Sau đó các em tính diện tích của hồ nước cộng với bờ thôi diện tích của hồ nước và bờ là diện tích của hồ nước và bờ chính là diện tích của cái cái hình tròn ở giữa này đúng không thì em lấy bán kính nhân bán kính này bán kính của cái hình tròn ở giữa này thì nó bằng bán kính của hồ nước và cộng thêm một mét nữa bán kính của hồ nước là 250 cộng thêm một mét nữa được chưa 250 cộng 1 chính là bán kính của cái hình tròn ở giữa này bán kính nhân bán kính nhân tiếp với 250 cộng 1 và nhân với 3,14 251 x 251 x 3,14 thì nó bằng 197.823,14 m2 Rồi bây giờ để tính diện tích của cái phần màu cam này Tức là diện tích của đường đi Thì các em chỉ cần lấy diện tích Của hồ nước bờ đường đi trừ đi diện tích của hồ nước bờ. Đúng không? Hồ nước bờ đường đi, trừ đi hồ nước bờ thì ra đường đi. Được chưa? Tức là các em lấy kết quả trên trừ đi kết quả dưới. Rồi diện tích của con đường đó là kết quả trên trừ đi kết quả dưới. Thì chúng ta được kết quả là 3.165,12 m2. Và đáp số là 3.165,12 m2. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Học Toán Online đăng tải video lên. Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.